Hello, xin chào các đồng chí và chị các bạn thân mến của Lệ Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Thì mấy hôm nay mình cũng về Mỹ Tho để đi đám cưới. Thì cũng có nghe một số anh chị các bạn nói chuyện mà Lệ Minh tiếp xúc nói rằng là về vấn đề kinh tế bất động sản Việt Nam đang bị đóng băng. Thực sự rồi mình hỏi lý do thì họ nói là tại vì ngân hàng không cho vay cho nên bây giờ cái vấn đề bất động sản bị đóng băng. Các bạn biết bất động sản ở Việt Nam nó còn rất nhiều hệ lụy. Hệ lụy là gì? Bởi vì luật pháp về bất động sản Việt Nam nó chưa có rõ ràng, ngay cả trong cái ngành nghề bất động sản cũng vậy, mà nó tạo ra một cái sân chơi rất là hỗn loạn. Cho nên ai mà khôn thì nhờ, dại thì chịu. Cái theo tôi nhìn thì vấn đề bất động sản ở Việt Nam hiện nay nó không phải là đóng băng, nó thật sự là một cái thị trường hiện nay là nó đang thật mà nó không bị ảo và không bị thao túng bởi những cái nhóm đầu cơ. Vậy thì quay lại vấn đề mà là luật bất động sản ở Việt Nam, tôi cũng có theo dõi trang Facebook của chính phủ thì kêu rằng là góp ý kiến về vấn đề bất động sản, luật đất đai. Thì tôi nói Việt Nam luật đất đai và bất động sản nó còn một con đường rất là dài mà nó chưa có rõ ràng, nó chồng chéo tùm lum hết cả la chứ. Đấy. Ngay cả những cái người thành nghề bất động sản như vậy đó, tôi nói nó rất là đụng chạm. Ngay cả một số người mà tôi biết, có người tôi biết đó, các bạn biết họ chẳng biết chữ nghĩa gì chứ, mà tôi về tôi gặp tôi nghe tôi hỏi thì hôm nay anh chàng này lại là một người đi đi làm đi cò bất động sản. Các bạn thấy ở bên Mỹ, các bạn biết vấn đề luật pháp của nó rất là căng. Một cái người mà muốn mà đi buôn bất động sản, buôn bán bất động sản, họ phải học học luật và học về cái mua về hai cái về hai lĩnh vực. Một là vấn đề mua bán mà nó cái gọi là của liên chính quyền liên tiểu bang đó, nó ra cái luật của nó gọi state board. Các bạn biết là phải nắm hội hiểu về luật và cách mua bán, rồi anh phải thi, anh phải học, rồi anh phải ra trường, anh phải tốt nghiệp nhé, có cái bằng, rồi anh ra trường rồi anh phải làm việc cho cái thằng broker. Có nghĩa là cái thằng broker là gì? Cái thằng này nó có kinh nghiệm nhiều năm hơn mình thì nó lên tới broker, mà các bạn muốn lên được ra phải làm việc cho họ dưới tay thằng này nó đi tía má luôn, nó ngồi đó là nó ăn phần trăm thôi. Mình làm mới ra, mình chỉ là salesman đó, chỉ là người salesman thôi, rồi phải làm cho nó ít nhất 4 năm rồi mình mới đi thi nữa, mình mới lấy được cái broker đấy, cũng chày da chóc giải chứ không phải là giỡn. Là mình khi mà lấy cái broker đó thì cái người đó sẽ học những cái advance, những cái chương trình về bất động sản nó cao hơn nữa. Đấy, cho nên cái sân chơi về bất động sản bên Mỹ nó lành mạnh hơn. Còn Việt Nam đó, họ đầu cơ, nhiều người họ mua nhà mua cửa, các bạn biết họ vay ngân hàng. Nếu mà ngân hàng mà không kiềm chế được cái tốc độ mua của người dân, những cái người mà đầu cơ đó, thì nó sẽ làm thủng đoạn tới cả cái nền kinh tế của quốc gia chứ không phải là giỡn. Đó là một cái sự mà năm 2008, khi mà cái tình hình mà bất động sản toàn cầu nó bị rớt, nhất là tại Mỹ. Là do gì? Là do hai hàng ngân hàng trung ương nó thao túng, nó cho vay một cách quá quá dễ dàng. Ai muốn vay là vay, chỉ cần bỏ ra một cái số tiền mà down đó, là tiền đặt cọc đó, tiền mà mình bỏ vào đó, 10%, 5%, 20% là nó cho vay nợ. Chính vì vậy nó tạo ra cái nguồn cung quá lớn và cái nguồn cầu không có, và nó đi vào cái vấn đề nó đẩy cái kinh tế xuống suy thoái, công ăn việc làm gặp khủng hoảng khó khăn nữa. Thì các bạn thấy rất là nguy hiểm. Ở Việt Nam, quay lại Việt Nam thì các bạn thấy nhiều người nói rằng bất động sản Việt Nam đóng băng. Nó không phải đóng băng, nó chỉ về ngân hàng người ta chỉ hạn chế vay nợ để ngân hàng không có phải ôm cái nợ xấu mà cho vay bất động sản một cách vô tội vạ. Mà những người đầu cơ đó họ
họ cứ mượn đồi heo nấu cháo, rồi cái dùng âm ngân hàng cho vay quá dễ dãi, thì vô cái mượn thằng nào cũng mượn, thằng nào cứ đem ra thế chấp, lấy cái gì cũng thế chấp được là thế chấp để đặng mua bất động sản. Thì các bạn thấy nó sẽ tạo ra một cái cung cầu không có đúng đó. Ngay cả tôi về Mỹ Tho cũng vậy, có người nói tôi Mỹ Tho bất động sản đóng băng rồi, thì tôi vào trong Khao Thoát mấy ngày hôm nay cũng vậy, có một số người dân trong nước họ lên đó, Việt Nam bây giờ đang khủng hoảng bất động sản thế nào đóng băng nữa, nó tào lao. Việt Nam bây giờ là bất động sản nó rất là thật, các bạn biết nó thật là những người nào người ta có dòng tiền, vòng cái dòng tiền cash là dòng tiền mặt, họ là những người thật sự hiện nay làm chủ cái tình hình và họ họ mua bán rất là tốt, chứ không phải là đi vay nợ rồi mượn đồ heo nấu cháo, chỗ này giá chỗ nọ giá riết rồi hết chịu nổi thì coi như là phá sản, rồi bắt đầu các bạn đẩy cái nền bất cái ngành bất động sản nó đi vào suy thoái, mà nó kéo theo cái kinh tế của đất nước rồi an nguy của quốc gia nữa. Cho nên khi mà mình làm ăn bất động sản vậy, mình phải có vốn tiền mặt, có vốn tiền mặt để đặng mình xoay, có nghĩa là mình xoay mình mua mình thấy được mình lời mình bán, rồi mình xoay mình bán cho những cái người mà người ta mua là những người người ta có nhu cầu của tầng lớp trung lưu, các bạn thấy như họ cần nhà cần cửa cần cái cơ sở mặt tiền mặt bằng để đặng họ kinh doanh đó. Thì cái đó các bạn thấy những người mà ta đầu tư mình ta có vốn tiền mặt đó, thì người ta đầu tư như vậy người ta đi chậm, người ta không phải đầu cơ tích trữ, thì họ không có sợ đi ra vấn đề mà là khủng hoảng tài chính. Cho nên có nhiều người họ nhận định khi thấy ngân hàng không cho vay á, họ bảo rằng ôi, Việt Nam bất động sản đóng băng rồi, Việt Nam kinh tế đang nguy hiểm rồi. Kinh tế Việt Nam còn rất là mạnh đấy, tôi nói chị coi rất là mạnh. Chào quý ông bà chị các bạn trong diễn đàn rất là tốt. Nên cho nên mình cứ đi chậm và mình phải tìm hiểu đấy, với lại cái luật pháp Việt Nam về vấn đề thuế má rồi đó, nó còn rất là đơn giản, không phải như thằng Mỹ hoặc những cái chính quyền địa phương đó, nó có thể tăng cái thuế bất động sản lên cao để đặng nó kiềm chế cái đầu cơ, vấn đề đầu cơ nữa, chứ không phải là về ngân hàng không đâu. Như tiểu bang Texas cho các bạn biết, mua nhà nổi nhưng mà đóng thuế nó mới là cái khó khăn đó. Cho nên vấn đề mà những người mà họ họ đầu cơ họ vô đó không, họ đầu cơ không được, tại vì mà họ mua nhưng mua nhà mà cái kiểu mà họ đầu cơ thì cái tiền thuế nó phải vừa túi tiền của họ, mà trong khi đó thằng chính phủ Texas nó đóng cái tiền thuế của nó rất là cao, nó gần như là cao nhất nước Mỹ. Với lại cái luật của bên Mỹ các bạn biết, mua nhà làm chủ bất động sản, cái người mua làm chủ một căn đầu là nó gọi là residential, có nghĩa là anh là người mua để ở, anh đầu tư trên cái mặt, mà anh mà làm chủ cái căn thứ hai á thì cái thằng mà cho vay nợ, cái thằng chính phủ đó nó liệt kê anh vào cái thằng mà gọi là kinh doanh. Cho nên khi anh mua cái nhà thứ hai anh trở thành nó tôi nói cái này hơi 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 sai một chút, cái nhà thứ hai cũng tùy theo tiểu bang nữa, là nếu có người mua cái nhà thứ hai thì nó cho mình là cái nhà vacation, có nghĩa là cái nhà mình để mình đi nghỉ, nhiều khi mình ở đây mình muốn về cái nhà thứ hai để rằng mình nghỉ ngơi đó, thì nó gọi là nhà vacation home, mình được một cái nó cũng ưu đãi cho mình một phần thế nào, và cái vay nợ cũng bị nó ưu đãi một chút. Nhưng mà nếu mà mình mua mà mình không có chứng minh được là cái vacation home á, thì nó liệt kê mình vào là gọi là kinh doanh, gọi là business hay là commercial, nó thuộc mình mượn loan cũng vậy nữa, mình mượn cái nợ cũng vậy nữa. Các bạn biết người ta mượn khi mà nó đưa vào trong cái commercial rồi đó, về về kinh doanh đó, thì cái người mà làm chủ bất động sản đó họ đóng thuế rất là cao, anh đóng thuế cao hơn người ta, mà anh mượn nợ cao hơn người ta, mà cái tiền lệ phí mà để hồ sơ giấy tờ rồi đó nó cũng cao hơn nữa. Cái thằng appraisal là cái thằng mà nó đi nó ra đó nó kiểm chứng cái nhà đó giá trị bao nhiêu để cho ngân hàng định giá, nó đi định giá cái nhà đó nó cũng cao hơn người người ta, nó đi appraisal có nghĩa là nó đi định giá cái nhà cái tài sản mà mình mua đó, tôi nói giá tỷ như 100.000 đô đi, thì cái tiền lệ phí của nó là 3.000,
thì nó lấy gấp đôi, tại vì nó nói anh là thuộc về kinh doanh, cho nên cái vấn đề các bạn biết pháp của Mỹ nó căng lắm, nó đưa vào những cái dòng của nó, và nó cái mỗi tiểu bang nó có cái luật riêng của nó, địa phương của nó, và nó thu cái nguồn thuế về cho quốc gia rất là lớn. Đó, đại đa số ở những cái trường học ở bên Mỹ đó, dân mà chống cộng mà dân mà cuồng Mỹ đó, nó qua Mỹ nó nói là tôi con tôi đi học không tốn tiền, là không nảy kia. Thật sự ra các bạn biết những cái ngôi nhà, cái khu mà tụi mà developer đó, cái tụi mà thầu thầu xây dựng mà loại lớn đó, những công trình đó, nó xây lên những cái làng đủ số nhà nó mới xây lên cái trường, tại cái luật của tụi nó mà các bạn biết. Thì bởi vì sao, cái số nhà đó là cái gì, là ông chính phủ đó ông thu về cái nguồn thuế, thì nó sẽ xây lên một cái trường trung học, một cái trường tiểu học, nó xây nhà trước, nó bán chừng nào đủ cái số lượng nhà rồi bắt đầu nó mới xây cái trường học lên, tại vì nó phải thu thuế trước, nó nắm cán không à. Cho nên cái tiền mà chi phí về vấn đề mà giờ trường học giáo dục đồ đó ở bên Mỹ đó, những cái địa phương nó lấy thuế ghê lắm, tôi nói các bạn, nó lấy thuế rất là lớn, không phải như Việt Nam. Việt Nam tôi nói nhiều khi mình mua cái nhà mình ở, mình đóng thuế có lần à, các bạn đóng thuế mua bán trước bạ rồi xong, nhiều khi thuế đất đai mấy năm mà tôi cũng chẳng có thấy đóng cái gì. Nhưng mà ở Việt Nam, nếu mà Việt Nam mà sửa đổi như vậy đó thì dân bắt đầu họ rên rỉ, các bạn thấy không, họ rên rỉ liền, họ xuống đường là họ chửi ông cộng sản không còn gì nữa hết, mà mấy thằng chống cộng ở ngoài đó, như cái thằng khùng Trương Quốc Huy rồi, các bạn thấy mấy thằng đó đó, cái đám diệt tân rồi đó, nó đâu có dám nhìn chia sẻ những cái sự thật ở cái quốc gia nó đang sống đâu, mà nó nhìn ngó về Việt Nam, nó đánh tâm lý vào những cái người dân lao động phổ thông và tầng lớp mà họ 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 tầng lớp trung lưu đó, nó đánh tâm lý vào đó để đặng mà nó xuyên tạc, nó chống phá Việt Nam. Chứ cái mô hình tôi nói các bạn, hàng Mỹ và cái tụi mà cái những cái quốc gia phát triển, luật pháp của nó ghê lắm, luật pháp của nó quản lý người dân bằng bằng những con số, bằng kỹ thuật số, mà anh mua bán bất động sản bất cứ cái gì tiền bạc, ngay cả từ thiện đồ cũng vậy, nó quản lý rất là chặt chẽ, anh chạy đâu không khỏi nó. Anh bây giờ cái luật mới của nó mới ra, hồi xưa anh mà giao dịch 10.000 đô thì anh mới báo cáo sở thuế, bây giờ 600 đô là anh đã phải báo cáo sở thuế rồi. Nó siết chặt đó, nó siết chặt để đặng nó thu cái nguồn thuế về, nó đem cái nguồn thuế về cho cái quốc gia nó, để đặng nó chi phí cho cái hệ thống bộ máy chính trị cồng kềnh của nó, khủng khiếp lắm. Các bạn biết một tháng cái hàng chính phủ chính quyền liên bang nó chi nó tiền tỷ đô chứ đâu phải là tiền triệu đô đâu bởi vì lâu lâu cái nó phải kình nhau với lại chi phí cho hàng năm đó. Cuối năm nào là nó cũng bị thâm hụt, bắt đầu hai đảng phái nó kình nhau, nó cắt đầu này nó giảm đầu nọ để đặng mà nó chi phí những cái hệ thống chính quyền liên bang và địa phương, rồi nó khủng khiếp lắm. Còn Việt Nam mình nói về bất động sản thì cái luật đất đai Việt Nam nó còn lỏng lẻo lắm, cho nên nó tạo ra rất là nhiều cái lỗ hổng trong một cái sự cạnh tranh về mua bán bất động sản, nó không có lành mạnh, và những người mà chụp giật á, họ hay dễ bị rớt hố, nhảy vô thấy ham quá kia mua, ông kia sao mà ổng đất đai bất động sản của bà nọ sao nhiều thế, toàn là tiền vay tiền nợ rồi đắp đồ này đắp đồ nọ đó, mà ôm ôm xô thì ôm miệt mài luôn, các bạn thấy nói không, làm ôm xô kiểu đó thì các bạn thấy đồng tiền mình phải đi vay đi hỏi nữa, rồi mượn đồ này mượn đồ nọ làm sao có lời. Mua đất thường thường mình đầu tư đất đó, nó là đất chết đó, mà mình cần phải bỏ rất là nhiều tiền để đặng mình cải thiện cái lô đất đó lên để cho nó hiệu quả hơn rồi mới kinh doanh được, chứ đâu phải mua miếng đất. Còn mà mua miếng đất mà nó người ta đã làm sẵn hết rồi đó, thì quá đắt, các bạn thấy không, quá đắt.
thấy thấy người khác mua rồi thị trường nó nháo nhọt nháo nó nháo nhốn nháo đó, rồi bắt đầu hàm hàm kéo nhau. Tôi cũng làm chủ 5-10 hecta hay là 5-6-7 lô rồi làm 9-10-20-30 căn rồi, ôi căn hộ rồi nào là đất đai rồi các bạn biết, toàn là đầu heo, là mượn vai đầu này vai đầu nọ lắp đầu kia nó có lời, cuối cùng mình làm mình nuôi ngân hàng không. Tôi nói Việt Nam mà chưa có cái luật thuế như bên Mỹ nội không, mà hàng năm mà tiền đất mà mua cái kiểu mà cứ đầu cơ mà mua cái kiểu đó là chết, đóng không là cũng nghèo. Mà ở bên Mỹ mà đóng thuế không đóng thuế cho hàng chính phủ địa phương đó thì cái miếng đất đó nó bay, nó không còn thuộc về mình. Hàng chính phủ địa phương á, chính quyền địa phương á, nó quá giá nó bán nó tịch thu luôn, nó tịch thu luôn trong vòng, nếu mà mình thiếu thiếu thuế của nó trong vòng 2 đến 3, từ 3 đến 5 năm là nó tịch thu miếng đất. Đấy, mà Việt Nam mà làm vậy đi làm thử coi nó xuống nó ra được nó tụt quần tụt áo. Hồi lúc trước các bạn thấy có nhiều người khi mà hạ tầng cơ sở được mở vì lợi ích chung, có người thì đòi quá nhiều, có người thì họ đồng ý để họ được lợi ích của cộng đồng được cái hạ tầng cơ sở, còn có người thì họ không chịu, họ đòi đền bù, nó xảy ra những cái vấn đề tranh chấp đất đai. Tại vì luật pháp ở Việt Nam nhiều khi mua bán thì lại giết tay rồi, nó gây ra nhiều hệ lụy lắm. Bởi hôm tôi lên trang chính phủ kêu gọi là người dân Việt Nam xin ý kiến dân về vấn đề luật đất đai rồi, có được nhà nước chính phủ có được cấp phép cho người dân khi mua đất không có giấy tờ không. Tôi nói ông chính phủ ơi, ông mà hợp thức quá kiểu đó là nó chém giết nhau đổ máu anh em bà con dòng họ nó từ nhau hết luôn. Ây, nó ra đó nó cầm cũng bà con nó miếng đất đó rồi nó giành nhau rồi ra đó rồi bắt đầu nó đất của nó rồi bây giờ cấp sổ cho nó bắt đầu nó giết nhau, bao nhiêu mạng người, bao nhiêu cái những cái vụ mà chém giết nhau anh em bà con cũng vì đất đai rồi từ nhau, các bạn cũng khiếp lắm. Tại vì mình đất nước nó mới phát triển, cái bất động sản nó có chiều hướng nó đi lên chứ nó chưa có đi xuống. Việt Nam mình hồi nào giờ khi mà cộng đồng thế giới mà nó bị khủng hoảng về bất động sản gì, Việt Nam vẫn đi tàn tàn. Có nhiều người cho rằng Việt Nam bị khủng hoảng bất động sản tại họ không có nhìn thật, họ nhìn ảo. Mà khi mà nó thị trường hiện nay nó thật thì họ lại cho rằng thị trường Việt Nam bất động sản bị khủng hoảng, bị đóng băng. Nó không có đóng băng gì chứ, hiện nay thị trường nó thật, anh có tiền mặt, anh giao dịch anh mua bán rất là tốt. Những người mà người ta cần cái mặt bằng, cần cái nhà, cần cái khu vực đó để người ta kinh doanh hay ta ở đó, và họ có tiền mặt họ lưu hành, là họ không phải đi vay đầu này vay đầu nọ rồi mượn tùm lum tà la rồi gây ra những cái vấn đề nợ nần chồng chất ngổn ngang. Cho nên tôi thấy ông chính phủ, trang ông chính phủ ghi là hỏi ý kiến kêu là phải góp ý kiến đất đai rồi, tôi nói cái gì hạn chót gì đâu, tháng 3 này là hạn chót, là kêu là gửi thơ email rồi góp ý kiến càng sớm càng tốt. Càng ơi mấy ông, nói chung là những cái vấn đề mà luật pháp bất động sản nó đòi hỏi những chuyên gia, những người mà người ta giỏi về luật pháp về đất đai, và mình nghiên cứu theo những cái luật đất đai của những cái nước phát triển đó để mình áp dụng một phần nào cho nó phù hợp với Việt Nam thôi. Chứ hỏi dân bây giờ kiến nghị dân mà hỏi dân sao mà họ gành được. Những cái luật pháp mình đưa mà họ hỏi cái kiểu mà lên mạng hỏi kiểu là gì, có nên hợp thức quá bất động sản cấp sổ đỏ cho người dân khi khi họ mua bán không có giấy tờ. Tôi nói, bó tay ông, nói ông chính phủ ơi là ông chính phủ. Nhiều khi vô cái trang mà của ông chính phủ tôi thấy có nhiều cái mà mấy người mà họ viết lên những cái mà câu hỏi cái ông của ông chính phủ, ông viết lên những cái câu kiến nghị mà đòi hỏi người dân và đưa ra ý kiến, tôi lắc đầu.
Tôi nói chàng nó mang tính cách chuyên môn và chuyên gia về kinh tế mà ngay cả chính trị nữa, nhưng mà là giỡn. Kinh tế với chính trị nó đi song song với nhau, còn người dân thì mình phải làm sao cho họ quen. Quen với lại cái hệ thống pháp luật để họ thượng tôn pháp luật và họ mua bán bất động sản của mình cho nó đúng, để nó không có xảy ra vấn đề tranh chấp mà phiền phức kiện tụng trong cái mô hình dân sự. Chứ nhiều cái tôi thấy mấy ông chính phủ đưa lên mạng nhiều cái ý kiến tôi lắc đầu. Thôi thì mình tạm dừng lại đây. Xin chào anh chị và các bạn. Bye 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 bye.